Còn cái điều trị Tây y như thế nào? Rất nhiều loại thuốc, nghĩa là từ trước đến nay nó diabetes hay là diabetes ha, đó là cái đầu tiên khởi phát của cái bệnh tiểu đường mà cách đây cả hàng trăm năm người ta dùng như thế. Hiện nay trên thị trường rất nhiều, ví dụ như là metformin, có nghĩa là nó là glucopha đấy, nó có ba cái liều, một là 500 mg, 850 và 1000 mg, để cho ví dụ những mức độ mà nó vừa phải thì người ta chỉ cần 500 mg là đủ, nhưng mà nặng quá thì là 1000, rồi nó là glucopha đấy. Còn cái nữa là diamicron, cũng là ổn định đường huyết, uống vào buổi trưa, rồi amarin uống buổi sáng, rất là nhiều loại thuốc. Nhưng mà mục đích của cái thuốc Tây y là nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là ổn định đường huyết, hay nói cách khác tức là nó đang cao, bây giờ mình cho nó hạ lại. Thế có một câu hỏi người ta đặt ra nữa là thế nào là tiểu đường tiếp 1, còn tôi thì sao tiếp 2, có phải tôi nặng hơn không? Không phải. Cái tiếp 2 là tiểu đường không lệ thuộc insulin, có nghĩa là uống thuốc được. Còn lệ thuộc insulin bắt buộc phải chích insulin. Đấy, thì là hai cái đó chúng ta hiểu như thế. Thế bây giờ trong điều trị thì cái nào mà khó, cái nào mà dễ? Tức là dĩ nhiên cái mà lệ thuộc, tức là phải chích insulin, thì tương đối nó khó trị hơn là cái không lệ thuộc, có nghĩa là tiểu đường tiếp 2, là cái tiểu đường mà chúng ta có thể điều chỉnh được bằng chế độ ăn uống và bằng tất cả các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe.